là sự kiện tiên phong nằm trong chương trình khôi phục và xúc tiến du lịch thành phố. Chung kết cuộc thi Hoa hậu du lịch Đà Nẵng 2022 đã diễn ra vào tối qua, ngày 5 tháng 3. Cuộc thi được tổ chức định kỳ 2 năm một lần và những gương mặt đoạt giải cao sẽ chính thức đại diện cho du lịch Đà Nẵng để quảng bá hình ảnh sản phẩm du lịch thành phố. Năm nay, cuộc thi được nâng cấp Hoa khôi du lịch Đà Nẵng thành Hoa hậu du lịch Đà Nẵng. Cuộc thi do Ủy ban Nhân dân, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch thành phố phối hợp tổ chức. Tại đêm chung kết, 31 thí sinh trải qua các vòng thi áo dài, dạ hội, ứng xử. Kết quả, danh hiệu Hoa hậu du lịch Đà Nẵng 2022 thuộc về Trần Quyên Minh Thư, Á hậu 1 thuộc về Võ Lê Quế Anh, Á hậu 2 thuộc về Trần Khánh Di. Trong 2 năm nhiệm kỳ đăng quang, top 3 sẽ tham gia nhiều hoạt động xã hội xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng dưới nhiều hình thức.